Chào các em, chúng ta giải vòng số 15, vòng hiện bảng B của khối lớp 9 ha. Không biết đề nó có khó hay không. Thì chúc mừng những em đã hoàn thành vòng thi với số điểm tương đối cao ha. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị thi vòng tỉnh vào ngày 20 tháng 3. Thì thầy sẽ hoàn thành nốt cái khóa V92 để gửi tới cho các em. À, khóa 93, V93 nữa. Để các em có một ít vốn, các em thi vòng vòng tỉnh vào ngày 10 tháng 3 và có khả năng thầy sẽ hỗ trợ thêm để các em thi vòng quốc gia nếu các em đậu. Bài thi số 1. Sắp xếp tăng dần. Cái này thì ta tính tính ta để dành nó thôi ha. Cái bên này đi. Bốn hàng năm cột. Một, hai, ba, bốn, năm. Xóa bớt. Rồi, lưu kết quả cho dễ, cho nó đẹp ha. Để đây. Tính sắp xỉ là hết kìa. Tan 75. Tan 75 sắp xỉ ra là 3,732. 3,732. Tan 15 bằng 0,267. Bên này tính căn của 34 cộng 24 căn 2 trừ căn của 19 trừ 6 căn 2 bằng 5. Ô tiếp theo, căn của, nhìn không rõ số mấy đừng biết, à căn 3 căn bậc 2 của 5 căn bậc 3 của 2. 2,509 2,5099 cotan 25 thì sẽ bằng tan của 75. Ủa, cái này tìm hai ô bằng nhau à? À đâu phải, thầy tưởng cotan 25 là bằng tan 75. Sai lầm, cotan 25 là bằng tan của 65. Không, ứng tan 65 2,144 tiếp theo. Ô tiếp theo, ô này căn bậc 3, căn bậc 3 của 7 trừ 5 căn 2 cộng cho căn 2 trừ cho 1 bằng 0. Ô tiếp theo sin 90 độ. Lớp tiểu học, lớp trung cơ sở làm gì có học được sin 90 độ. Sin 90 độ là 1 cộng 0,1. Các thầy ra đề không có chuẩn ha. Ta chỉ học tỉ số lượng giác của góc nhọn mà thôi. Mình thôi cứ ứng máy tính đi kìa, nó ra. Căn 5 cộng 3, căn 3. Căn của 8 trừ 2 căn 15 bằng 2. Căn bậc 3 của 109 4,776 sin 15 0,258 cos 55 0,573 căn 0,09 mà tầm 0,3. Tiếp tục là căn bậc 3 của 5
cộng 2 căn 13 rồi cộng cho căn bậc 3 của 5 trừ 2 căn 13 bằng 1 kìa. 1. Rồi 0,28 thì người ta cho sẵn rồi, mình ghi lại thôi. 1 phần 3 căn 51 2,38. Hai phẩy năm chia cho căn 3 1,443 rồi trừ căn đó thì bằng trừ 0,2. Trừ 0,1. Và cuối cùng là 1,5. Rồi giờ mình chọn tăng dần ha. Nhỏ nhất là số âm nè. Trừ 0,2. Là số âm, lấy số âm cho thầy, lấy rồi trừ, lấy rồi bỏ, này bỏ này đi, thì ghen quá. Tiếp theo là tới âm 0,1. Tiếp theo là tới số 0. Còn ở trên này. Tiếp theo là tới 0 phít phít mấy? 0 0 phít 2. 28, 25, 26 như vậy là 258 là nhỏ nhất. Đây. Bỏ bên này. Tới 267. Bỏ. Tới 28. Rồi tới 3. 0,3 bỏ. 0,5. 0,5 đây. Rồi giờ tới 1. 3 2 4 5 1,1. 1,1 nè. Ồ, chết 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 chết. Có sai. 1,1 ở đây 1 này. 1 đây kìa. 1,1. Rồi giờ tới 1,4. Đây. Tới 1,5. Rồi tới 2. Tới 3. 4. 4, 7, 3, 2 dưới này. Cái gì kỳ vậy? Sai chỗ nào? Tan của 75 như sai rồi không? Tan 75 2
3,732 rồi. Căn bậc 3 của 109 4,77. 3 cộng căn 3 4,732. Căn của 5 rồi, căn bậc 3 của 2 2,50. Ở đây gõ lộn, mình gõ 25 luôn thì sai là đúng rồi. 2,5 rồi, tới 3,7 đây, 4,7732 đây và đây, xong bài toán. Nguy hiểm quá. Chúng ta qua bài thi số 2, đừng để điểm rơi. Thời gian này thầy khá bận cho nên là chắc là thầy sẽ giải không không có kịp ba nít, thì các em cứ lấy nít này xài đỡ đi ha. Còn thầy sẽ tổng hợp tất cả những cái bài khó ở trong cái vòng thi hiện bảng A này, thầy tổng hợp hết, thầy sẽ gửi tới cái bài giảng ở trong khóa học V92 mà các em đã đăng ký bữa trước nha. Đó. Còn giải trên này thì nếu thầy rảnh thì thầy sẽ sắp xếp giải thêm vài nít nữa, còn trước mắt thầy cứ giải nít này thôi. Rồi bây giờ chúng ta có thể vẽ nhanh cái hình. Hàm số y bằng trừ 0,75. Các em đi thi các em đem theo nháp có ô vuông để vẽ đồ thị cho nó dễ. Y bằng trừ 0,75x cộng 3 thì tính khoảng cách từ góc tọa độ, tức là tính khoảng cách này nè, từ đây tới đây đó, tính dùng hệ thức lượng thôi. Y bằng trừ 3/4 x cộng 3. Vậy các em thấy là hai cạnh góc vuông là bằng bao nhiêu? Một cạnh là bằng 4. Một cạnh bằng 4, cạnh bằng 3. Như vậy cạnh hiền là bằng 5 đúng không? Đây là 4 nè, đây là 3 nè. X bằng 0 y bằng 3, y bằng 0 là x bằng 4. Các em tự biết vẽ rồi. Như vậy là cạnh hiền sẽ bằng 5. Vậy ta lấy 3 nhân 4 là 12, chia 5 là 12/5. Giá trị nhỏ nhất của cái căn này sẽ là 0, đạt được lúc x bằng 1, lúc đó bên cạnh bằng 1. Như vậy là khi x bằng 1, cả biểu thức này đạt giá trị nhỏ nhất là 1 cộng căn của 1 trừ 1 là 1 cộng căn 0 là 1 đó. Làm nhanh thôi chứ đừng có rề rà. Bài này sẽ có 6 nghiệm chia thành 3 cặp đối nhau, như vậy cộng lại sẽ bằng 0. Hệ số góc của anh bạn này thì trong khóa học V92 thầy đã dạy rất kỹ về cách tìm nhanh phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ đã biết. Rồi các em làm nhanh. Chúng ta giải hệ phương trình để tìm hệ số góc và tung độ góc. 1 1, 2, 3, 1, 4. Như vậy hệ số góc là 1, tung độ góc cũng bằng 1 luôn. Phương trình đường thẳng đi qua hai cái điểm đó là y bằng 1x cộng 1. Tại sao thầy làm nhanh? Tại sao thầy làm nhanh như vậy? Thì các em coi lại khóa học V92 nha. Mọi kỹ thuật về đồ thị số thầy hướng dẫn cho hết. Cái lớp 9 này cũng toàn người giỏi cho nên là thầy vẫn ưu tiên cho 6, 7, 8 chứ. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Đây là bài toán khó, không có dễ đâu. Ta suy nghĩ. Cái này các em xem lại cái bài min max ở trong khóa học V91 của thầy. Các em sẽ thấy ngay là đáp án của nó là bằng 11. Đó, 11. Cái này thì chúng ta ấn máy luôn cho nó nhanh ha. Cái ấn máy luôn cho nó lẹ kìa. Đáp
án sẽ là trừ trừ 6 ha. Những bài này tao bấm máy được cái bấm cho nó đỡ mệt ha. Rồi bài này thì chúng ta bình phương hai vế lên chúng ta giải ha. Thầy hướng dẫn nhanh thôi. Các em chuyển một cái căn qua kia để cho nó đỡ mệt đi. 3 trừ cho căn của 2 trừ x. Cho các em bình phương hai vế lên ta có là 3x cộng 1 bằng 9 trừ cho 6 lần căn của 2 trừ x rồi cộng cho 2 trừ x. Đó. Sau đó các em lại dồn hết căn qua một bên. Dồn hết căn qua một bên 6 nè, căn x trừ 2 đổi căn 2 trừ x. Rồi các em lại chuyển tất cả qua bên kia ha. 9 cộng 2 là 11, trừ 1 là thành 10. 10 trừ cho 4x. Rồi mình có thể chia hai vế cho 2 là được 3 nè. 5 và 2. Rồi các em lại bình phương một lần nữa. Các em lại bình phương một lần nữa. 9 nhân 2 trừ x. Bên kia là bằng 25 trừ 20x rồi cộng cho 4x bình phương. Rồi các em đưa về giải cái phương trình bậc 2 này ha. Cuối cùng các em sẽ tìm được hai giá trị. À, cuối cùng các em sẽ tìm được hai giá trị. Em cứ làm theo hướng dẫn của thầy. Trong đó một giá trị bị loại. Một giá trị sẽ bị loại. Còn một giá trị còn lại là bằng 7 phần 4 là nhận. Vậy đáp án sẽ là 7 phần 4 các em. Các em theo hướng dẫn của thầy các em thực hiện thôi nha. Rồi bài này các em lại bấm ấn máy cho thầy. Lên tính ứng. Nếu các em ứng xong rồi nó sẽ là 3, đó là đáp án cuối cùng. Bấm máy nhanh các em nha, đừng có rà rề rề rà. Bài này thì hơi khó. Bài này thầy cũng hướng dẫn cái đường đi nước bước thôi. Chứ không thể nào mà làm hết được. Mất thời gian lắm. Rồi thầy vẽ hình nhanh. Thì có một tam giác, có góc 120, có một cạnh bằng 4, có một cạnh bằng 6. Rồi đặt tên ABC nè. A, B, C. Có đường trung tuyến M. Bài này có nhiều cách giải lắm. Giờ thầy sẽ chọn cái cách mà giúp các em có thể hiểu khỏe nhất, em nào cũng hiểu được ha. Đây là 4, đây là 6. Giờ thầy kéo cái tia đối này ra. Cái góc BAC bằng 120, đúng không? Như vậy cái góc bên cạnh đó, nó sẽ bằng 60 độ. Bây giờ thầy sẽ kẻ một cái đường cao từ B xuống. Từ B xuống các em. Như vậy các em sẽ có ngay một nửa tam giác đều ha. Chỗ này thầy đặt tên là D đi. Thì các em sẽ lập tức tính được BD cũng như là AD đúng không? BD nếu thầy không lầm BD nó sẽ bằng là 4 căn 3 chia 2 là thành 2 căn 3. 2 căn 3 đây. Đây sẽ bằng 2 căn 3. Rồi tiếp tục thầy kéo cái đoạn đối diện M ra. Đây là điểm M nè. Thì đặt tên điểm này là điểm F. Kéo một đoạn ra cho nó bằng nhau mà. Thì lúc đó AB FC là hình bình hành. Hai đoạn này bằng nhau nha. Rồi tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó sẽ là hình bình hành chứ gì nữa, đúng chưa? Ngẫm nghĩ đi sẽ thấy đúng thôi. Rồi tiếp tục. Bây giờ thầy sẽ từ A thì kẻ vuông góc xuống. Thầy đặt tên cái điểm này là G đi. Bây giờ các em sẽ dễ dàng chứng minh được cái tứ giác
A, D, B, G là hình hình chữ nhật. Rồi, em tính AD cho thầy. Tính AD nhờ cái tam giác vuông ADB nè, nó sẽ ra 2. Dùng tỷ số lượng giác tính thôi. Và khi AD bằng 2 á thì cái đoạn đoạn bên dưới BG cũng bằng 2. Rồi đoạn 2 căn 3 này là thầy đem qua đây luôn. AG sẽ bằng 2 căn 3. AG bằng BD, cạnh đối hình chữ nhật. BF là bằng 6. Hình bình hành mà, ACFB là hình bình hành. 6 mà đây chiếm 2 rồi. Như vậy em GF sẽ là 4. Không? Bây giờ các em nhìn cái tam giác vuông này nè. AGF, nhìn tam giác vuông AGF nhìn cho kỹ. Đó. Ta dùng định lý Pythagore ta tính AF ha. 2 căn 3 tất cả bình nó sẽ là 2 2 4 4 3 12. 12 cộng 4 bình là 16 là 28, rồi lấy căn. Rồi lại chia đôi. Chia đôi nó mới ra AM các em nha. Vậy là đáp án ra căn 7, tức là 2,65. Đáp án là AM bằng 2,65 các em. Chà, không đủ thời gian để giảng. Giá trị lớn nhất sẽ bằng 1 phần 8. Cuối clip này thầy sẽ giải kỹ hơn, hoặc là thầy sẽ đưa vào trong cái khóa học V62. Chứ giờ ít giờ quá không còn nữa. À, giải luôn. Bây giờ thầy sẽ giải luôn ha. Tại vì hết hết bài rồi. Thôi cuối clip đi. Cuối clip thầy sẽ giải bài đó. 12 con giáp. Cuối clip thầy sẽ giải lại cái bài kia cho các em xem ha. Rồi, bài này thì ta dùng đồ thị. Các em lấy đồ thị ra rồi vẽ. Đi thi nhớ đem thêm giấy nháp có ô để vẽ đồ thị cho nó dễ. 0,75x cộng 3. Đó, nó ra. Ta vừa vẽ xong đồ thị của hình số đó. Rồi, kem lấy thêm cho thầy một điểm. Một điểm là C. Một điểm C ha. Có công thức A có tọa độ là trừ 2,3. Đây, điểm C đây. Rồi, bây giờ ta nối cái tam giác này lại. A, B, C. Đấy, tam giác chưa? Tam giác này các em nhìn này. Cái đáy AC á, là có độ dài bằng 2. Cùng chiều cao từ đỉnh B ứng với đáy AC sẽ là bằng 3. Vậy diện tích của nó là 3 nhân cho 2 bằng 6, chia đôi là bằng 3. Như vậy là diện tích là bằng 3 đơn vị. Cái bài này thì các em xem lại khóa học V91 về bất đẳng thức Bunyakovsky. Các em sẽ có là P bình phương. P bình phương là bằng gì? P bình phương là bằng 3 nè, căn của x trừ 1 cộng cho 4 lần căn của y trừ 1 bình phương. Và theo bất đẳng thức Bunyakovsky thầy dạy trong khóa học V91 thì cái này nó sẽ nhỏ hơn bằng 3 bình cộng cho 4 bình. Các em đăng ký ngay khóa học V91 nếu chưa đăng ký rồi nhé. V91 và V92 luôn. V91 là luyện rất nhiều, V92 luyện về đại đại số gần đây. Còn V93 là thầy sẽ chuẩn bị ra thiên về hình học nha. Thiên về hình học. Lúc đó là các em sẽ có đầy đủ các cái có đầy đủ các vốn để mình thi. Rồi, tiếp tục này sẽ là căn của x trừ 1 tất cả bình rồi cộng cho căn của y trừ 1 tất cả bình.
Cái này em nào mà chưa học khóa học đó thì cũng hơi hơi mệt đấy, không hiểu đâu, đố mà hiểu nổi. Cái bất thức Bunyakovsky nó là dạng này các em, AX cộng BI tức cả bình, nó luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng A bình cộng cho B bình thừa số cho X bình cộng cho Y bình. Đó, nó là như vậy. Ở đây thầy lấy 3 là A, B là 4, X nhỏ là căn X trừ 1, còn Y nhỏ là căn Y trừ 1, thì nó ra này nha. Ngẫm nghĩ đi, bận thức đó tự chứng minh ha. Trong khoa học V91 thì là chứng minh rất